Xin chào mọi người đã quay trở lại kênh Kỷ Niệm Vô Giá nha. Hôm nay mình đi xuống dưới Đại Lào nha. Mình mới mua được hộp cơm gì đấy, 25 ngàn một hộp. Quán cơm Ba Sừ nằm ở địa chỉ 1019 quốc lộ 20 nha. 25 ngàn một phần. Đây, nó có một gói xì dầu. Bộ gói xì dầu này rất là ngon. Chưa vẫn cơm đấy nóng nha. Cơm bán rất là nhiều, ngon nữa. Đó, đổ xì dầu vào chén. Ăn ớt thì cho ớt nha. Canh. Đây là canh đậu hũ. Đậu hũ trắng. Nấu cà chua rồi. Không biết có hẹ không? Bình thường là hay cho ăn nước lẩu bò, ngon lắm. Nước lẩu, nước để nấu phở. Rất là ngon. Đậu hũ này có thịt băm. Giá này có được hai cục thịt hẹ này. Rất là ngon. Tính vét sau đói quá rồi, mở hai cục thịt ra. Đấy, ngon chưa? Có một miếng thịt này. Hai miếng, lại một miếng thịt ba chỉ rất là bự này. Miếng đậu, đậu nhồi thịt nhé, đậu sốt cà chua nhồi thịt. Đó. Một nửa quả trứng, rau nữa, này rau cải thảo, cháo nấu rất là ngon này. Đó. Rất là nhiều rau đấy. Giờ mình sẽ ăn thử miếng cơm nha. Mọi người, miếng cơm này rất là nóng nha. Nóng hổi trong cơm cũng ngon không hả? Ăn thử ra. Cơm vừa ăn rất đang nóng hổi luôn. Tơi nó ngon. Ăn thử miếng rau rồi. Rau cải thảo ngon. Mình thử miếng canh nữa nha. Có hai cục xương. Hay là hút thử miếng nha. Vừa ăn ngon. Giờ mình sẽ ăn thử một miếng thịt đây. Thử miếng thịt này coi. Ngon không? Tẩm ướp rất kỹ. Rất là ngon nha. Quán này làm rất là sạch sẽ. Đảm bảo vệ sinh luôn nè. Thịt ngon không nè. Xé miếng em thử coi. Thịt này ướp giống vị thịt nướng á. Rất là ngon. Trứng này làm rất là... Chắc là cũng chiên sơ hay rất là dày. Cơm ngon. Đậu nhồi thịt, sốt cà chua. Đấy. Một bữa cơm đầy đủ dưỡng chất. Canh riêu nóng hổi, hai loại canh luôn. Một loại canh xào, một loại canh nước. Đậu thịt đồ ăn rất là nhiều, 25.000 quá rẻ nha. Đấy, mọi người mà muốn ăn thì tí mình để cái link địa chỉ quán nằm dưới bình luận, mọi người xuống đến đọc nha. Đấy, mọi người mà thấy quán nào ngon hay là quán nào ngon hơn nữa hay rẻ hơn thì bình luận dưới mình sẽ review cho mọi người xem nha. Đấy, xin chào lại mọi người trong video tiếp theo nha.